Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 108.000 đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Đến dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố, thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên thành phố vươn lên, khẳng định mình trong sự phát triển của đất nước. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Nổi bật là công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ được quan tâm, chú trọng. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đổi mới về phương thức tổ chức, quy mô được phát triển. Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Chúng ta vui mừng và tự hào khi tổ chức đoàn ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng, hình thành một lớp thanh niên Đà Nẵng thời đại mới với lý tưởng trong sáng, dám dấn thân đương đầu với thử thách, vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng được chuẩn hóa, trẻ hóa, là nguồn cán bộ kế cận, tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên thành phố được phát hiện, tôn vinh. Uy tín, vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội được nâng lên, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển thành phố tiếp tục được phát huy. Qua đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn thành phố lần thứ 18, Đại hội đã dành tâm huyết đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Tôi cũng rất là kỳ vọng là Đại hội đoàn lần này sẽ có nhiều cái chính sách, nhiều cái ý kiến hướng về cái phong trào tuổi trẻ sáng tạo của thành phố hơn nữa, tạo điều kiện cho các bạn có thể phát triển cái năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực khám phá để có thể đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Đó cũng là định hướng của thành phố trong tương lai. Với khẩu hiệu đoàn kết, tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển, mục tiêu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ đến là xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi phát triển lành mạnh, toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số. Xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những đóng góp và những thành tích xuất sắc của các cấp bộ đoàn trên toàn địa bàn thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của thông tin và mạng xã hội hiện nay. Ban Thường vụ Thành đoàn sớm phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, triển khai thực hiện đối với những vấn đề hết sức nóng và cấp bách đối với thanh niên thành phố hiện nay, như đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp. Các phong trào thanh niên xung kích tình nguyện phải gắn với những nhu cầu thực tế của đời sống xã hội, những yêu cầu mà thành phố đặt ra. Đặc biệt, phải đặt quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động đoàn, thay đổi tư duy, cách thức tiếp cận, chống bệnh thành tích, tính hình thức và hành chính hóa trong hoạt động, phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức đoàn trong các phong trào hoạt động.